Hi, xin chào quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Đến với chuyên mục review nhà đẹp ngày hôm nay, Lộc Nguyễn xin chào quý anh chị nha. Và hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị và cô bác một cái căn nhà chỉ dưới 1 tỷ thôi. Căn nhà này thì Lộc Nguyễn rất thấy nó rất là đẹp cũng như là rất là thích hợp cho những cái gia đình nào có từ 4 thành viên trở lên mình ở nha. Căn nhà được thiết kế là một trệt, hai lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, đặc biệt có một cái ban công ở phía bên trên lầu 2 luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị đừng rời màn hình, hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết bên trong căn nhà của chúng ta nha. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trên một cái con đường này gọi là con đường Ba Nhơn nha quý anh chị. Quý anh chị có thể di chuyển thẳng ra một đường thẳng thôi thì sẽ ra đường quốc lộ 50. Và cái con đường Ba Nhơn này là một cái con đường thông nha quý anh chị. Nó sẽ thông qua cái đường tập đoàn 4 luôn. Và cái nhà hôm nay Lộc giới thiệu đến cho quý anh chị á là nó nằm ngay cái đường xe tải luôn nha quý anh chị. Đây. Và đây là cái con đường này rộng tầm khoảng 4 mét. Xe tải có thể di chuyển đến vị trí nhà mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị á. Hiện tại á, thì ngay ngã ba Tân Kim á, di chuyển lên bến xe quận 8 á, chỉ tầm khoảng 9 km thôi. Thì rất là thuận tiện để cho quý anh chị ở căn nhà này cũng như là cho con cái học hành ở cái khu vực này nha. Khu dân cư của chúng ta là khu dân cư hiện hữu. Đặc biệt cái ngôi nhà này á quý anh chị, nó nằm gần một cái biệt thự nhà vườn luôn. Phía trước Lộc nè, phía trước căn nhà nè là một cái biệt thự sân vườn rất là đẹp. Và nguyên cái khu này thì xây toàn là biệt thự nhà vườn thôi quý anh chị. Thì cái căn nhà mà dưới 1 tỷ á quý anh chị thì hiện tại ngay ngã ba Tân Kim, đất ở tại đô thị thì hiện tại bây giờ rất là hiếm luôn. Và cái dãy này á, đơn vị Lộc xây là 6 căn nhưng mà đã bán hết 5 căn rồi, chỉ còn căn này thôi. Mới hoàn toàn luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nhìn ngoại quan phía bên ngoài của ngôi nhà của chúng ta nè. Được sơn tông màu chủ đạo là tông màu trắng và màu đen ha. Cửa thì được sơn tĩnh điện màu xám nè. Đó. Rất là đẹp, để Lộc Nguyễn sẽ bấm những cái đèn phía trước cho quý anh chị xem nha. Đó thì cái ngôi nhà phía ngoại quan quý anh chị thì nó có tông màu là tông màu trắng và theo phong cách là tân cổ điển châu Âu nha quý anh chị. Đây, có những cái đèn chiếu sáng ở phía bên ngoài nhìn rất là đẹp ha. Rồi, mời quý anh chị vào bên trong ngôi nhà để cùng tham quan cận cảnh của ngôi nhà tuyệt đẹp này nha. Khi mà quý anh chị vừa bước vào bên trong ngôi nhà thì nó sẽ qua một cái lớp cửa nè. Cửa này được sơn tĩnh điện là màu xám ha quý anh chị. Đó, với kính là những cái hoa văn hình hoa rất là đẹp ha. Rồi, mời quý anh chị vào bên trong ngôi nhà để cùng tham quan. Thì phía bên trong á, cái diện tích nhà của chúng ta là với diện tích là ngang 4 dài 6 mét. Thì Lộc Nguyễn á,
thấy rất là thích hợp cho những gia đình nào mà có thu nhập thấp á, mà tài chính tầm dưới 1 tỷ á, thì chúng ta sở hữu được cái căn nhà này rồi quý anh chị. Một gia đình có 4 người, hai vợ chồng, hai người con thì ở cái căn nhà này thì rất là phù hợp luôn quý anh chị ơi. Và đây là cái khoảng không gian phòng khách của chúng ta nè quý anh chị. Một cái khoảng không gian nhỏ gọn thì ở đây chúng ta có thể set up một cái tivi màn hình LED chúng ta để ở khu vực này ha. Rồi, một cái bộ ghế nhỏ chúng ta để ở phía bên phải. Và nhằm tiết kiệm diện tích của căn nhà thì đơn vị bên Lộc làm cho mình cái phần ống nước vào và ống nước ra ở dưới cầu thang nè quý anh chị, để tiết kiệm cái phần diện tích của ngôi nhà chúng ta. Rồi, gạch phía dưới đơn vị bên Lộc ốp cho mình là gạch bóng kính với tông màu là tông màu sáng, nhìn ngôi nhà chúng ta rất là sáng luôn. Và đặc biệt phía trên trần nè quý anh chị, trên trần đơn vị bên Lộc làm cho mình là trần dịch cấp với các hoa văn rất là tinh xảo và đẹp mắt, cùng với hệ thống đèn LED cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái căn nhà chúng ta lúc nào cũng sáng sủa ha. Đặc biệt ở đây sẽ có một cái tủ bếp dưới. Cái tủ bếp dưới này thì đơn vị bên Lộc làm cho mình là hai cái bồn luôn, bồn rửa rau và bồn rửa chén. Đó thì rất là thuận tiện để cho người phụ nữ chúng ta sử dụng cái khu vực bếp này ha. Và nước ở đây á, chúng ta là xài nước của công ty nước Hà Lan, là nước sạch luôn nha quý anh chị. Nên mình nấu nướng mình xài cái nước này á, thì rất là an toàn luôn ha. Rồi, phía trước cái tủ bếp chúng ta nè, được ốp gạch đáo hoa cương. Đó, rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Rồi, phía bên bên trái Lộc. Ở đây đặc biệt á, đơn vị bên Lộc đã lắp một cái máy bơm sẵn cho quý anh chị luôn. Nên nước rất là mạnh luôn nha quý anh chị. Đây, và đây là cái công tắc đây. Đó, bật lên. Nước ở đây rất là mạnh nha. Rồi. Và đây là cái khu vực phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh này á, thì đơn vị bên Lộc ốp gạch ốp tường nè lên lên tới trần cho quý chị luôn đó, nên cái khu vực phòng vệ sinh chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ ha. Và đặc biệt ở đây á, là lắp đầy đủ tất cả các thiết bị cho quý anh chị luôn, vòi sen nè, rồi bồn cầu đó. Rồi phía dưới nè quý anh chị, gạch là gạch chống trơn trượt với tông màu chủ đạo là tông màu sáng ha, màu xám. Rồi quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh để là người nhận được những cái video nhà đẹp cũng như là những cái nền đất thật là phù hợp cho gia đình mình nha. Nhớ nhấn một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ Lộc nhé. Rồi, ở đây là có một cái khu vực cửa sổ ha. Đó, chúng ta mở ra giúp cho không khí nó lưu thông vào cái phòng khách của chúng ta. Ở đây đơn vị bên Lộc lắp cho mình là một cái hệ thống rèm cửa nè quý anh chị. Đó, với tông màu vàng và màu sáng nhìn rất là đẹp. Rồi, Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên lầu 1 để cùng quý anh chị tham quan cùng ở phía trên. Khi mà quý anh chị bước vào lên trên cái khu vực lầu 1 á, thì sẽ đi lên cái bậc bậc cầu thang này, đơn vị bên Lộc đã ốp gạch đáo hoa cương hết rồi. Nên rất là mình đi rất là mát chân ha. Rồi, khi mà quý anh chị bước vào lên trên lầu á, thì nó sẽ có một cái không gian ở dưới cái cầu thang ali lên cho đi trên lầu 2. Thì với cái khu vực này thì quý anh chị có thể set up thêm một cái nhà kho ở khu vực này, mình làm thêm một cái tấm gỗ, cái cửa gỗ để mình để những cái vật linh tinh ở. Rồi phía bên trái Lộc nè, nó có một cái đèn led nhìn rất là đẹp ha. Ở đây cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực cầu thang của chúng ta. Đó, có công tắc luôn. Mỗi khu vực lầu 1 và lầu 2 nó sẽ có một cái công tắc tổng ở đây. Đó, quý anh chị rất là thuận tiện để mình bật đèn ở những cái khu vực lầu 1 hay lầu 2 ha. Và đây thì sẽ là cái khu vực phòng vệ sinh thứ hai ở trên cái lầu 1 của chúng ta. Thì ở đây thì nó cũng lắp đầy đủ tất cả các thiết bị lavabo, bồn cầu nè, vòi sen nè, rồi gạch ốp tường chúng ta ốp lên tới trần luôn. Đó. Rồi, đặc biệt ở phía bên đây thì đơn vị bên Lộc làm cho mình là một cái kính 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 sáng ha. Thì với cái vị trí này á, thì quý anh chị có thể treo những cái bức tranh phong cảnh nè, hay là những bức tranh gia đình nè, thì tùy theo gia chủ thôi. Nhưng mà khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này á, thì Lộc sẽ tặng cho quý anh chị một cái bức tranh phong thủy như là tranh thiêu chữ thập nè, hay là tranh thiêu phong cảnh cho quý anh chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô cái căn phòng ngủ đầu tiên nha. Khi mà quý chị bước vào căn phòng ngủ á, thì sẽ qua một cái cánh cửa nè. Cửa này là cửa kính nhôm Sifa, kính cường lực, rất là chắc chắn luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi,
Bước vào bên trong khu vực phòng ngủ chúng ta thì ở đây nó có một cái không gian hình chữ L nè quý anh chị. Thì ở đây á, chúng ta có thể để một cái niệm, một cái bàn trang điểm cũng như là một cái tủ đựng quần áo ở cái khu vực bên đây ha. Rồi ở trên đây thì đơn vị bên Lộc cũng gắn cái màn cho quý anh chị luôn. Cái màn này rất là dài nha quý anh chị. Đó, che lại. Thì buổi sáng á, cái căn nhà này á, Lộc bật mí cho quý anh chị nha. Căn này là căn hướng hướng đông nên buổi sáng rất là mát luôn nha quý anh chị. Nắng sáng rất là tốt và buổi chiều rất là mát luôn đó. Rồi phía bên trên trần nè thì làm cho mình là hệ thống đèn led ha. Rồi đi ra cái khu vực phía ban công đầu tiên ở trên cái căn phòng này thì một cái không gian rất là mát luôn quý anh chị. Hiện tại thì Lộc đang quay vào lúc 4 giờ chiều á nên cái khoảng không gian gió lùa vào căn nhà chúng ta rất là mát. Và đặc biệt á, những cái view mà nhìn trước nhà nè rất là đẹp luôn. Ở đây thì nhà vườn á nên gia chủ của căn nhà vườn này trồng những cái loại cây như là cây nhãn nè, cây vú sữa đó, nên chúng ta được hưởng những cái bầu không khí trong lành của căn nhà vườn này thì ngôi nhà chúng ta rất là mát. Rồi tiếp tục Lộc Nhựa Nguyễn sẽ di chuyển lên trên lầu 2 để cùng tham quan phía trên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước lên cái bậc cầu thang. Cầu thang ở trên lầu 2 thì đơn vị Lộc làm cho mình á là cầu thang sắt nha, để tiết kiệm cái phần diện tích cho ngôi nhà chúng ta. Khi mà quý anh chị bước lên cái bậc cầu thang này á, thì cũng sẽ qua một cái hệ thống đèn led ở đây giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực cầu thang chúng ta nha quý anh chị. Đó thì cái khu vực này á, phòng ngủ thứ hai này á, nó sẽ rộng hơn ở dưới lầu 1 nha quý anh chị. Thì vì trên đây không có phòng vệ sinh nên rất là rộng. Thì ở đây chúng ta có thể để một cái giường ngủ, một cái tủ quần áo và một cái bàn trang điểm ở khu vực này ha. Ở đây nè, với khoảng không gian trống này á, thì chúng ta có thể trưng bày những cái chậu hoa kiểng hay là những cái vật dụng linh tinh chúng ta để ở khu vực này. Rồi một cái bất ngờ tiếp theo nữa quý anh chị, với một cái diện tích là ngang 4 dài 6 chúng ta có một cái khoảng không gian ban công rất là rộng luôn. Đó, phía dưới sàn đơn vị mới Lộc ốp cho mình là gạch gạch có những cái hình hoa văn, hình hình sỏi ha. Nhìn rất là đẹp mắt nha quý anh chị. Khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này á thì quý anh chị về chúng ta làm thêm mái che ra nè, mái che ra hoặc là những cái khung sắt như thế này. Đó. Rồi, những quý anh chị nào mà muốn tiết kiệm diện tích ở dưới tầng trệt ấy thì chúng ta có thể thiết kế một cái mái giặt ở cái khu vực trên đây. Giống như cái căn nhà bên đây nè quý anh chị, có thể thiết kế một cái mái giặt lên trên cái khu vực ban công này để mình giặt đồ nè, cũng như là mình phơi đồ ở khu vực này luôn thì rất là tiện lợi ha quý anh chị. Đó, và đây là một cái khoảng không gian rất là rộng luôn. Hoặc là những quý anh chị nào có thể mình để thêm một cái bàn ở đây, có hai cái ghế nè, những buổi chiều á chúng ta ra cái khu vực ban công này cùng nhâm nhi vài tách trà hoặc là uống vài lon bia cùng với bạn bè chúng ta thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Và cái khoảng không gian đây á là một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất, cũng như là cái con đường rất là rộng và đường xe tải luôn. Thì cái đường chúng ta là nó thông nhiều nơi nha quý anh chị. Và đặc biệt á, cái vị trí nhà này thì nó gần đầy đủ tất cả các tiện ích như là điện máy xanh nè, bách hóa xanh, thế giới di động, trường học các cấp. Đó, đầy đủ những cái tiện ích mà quý anh chị cần cho một cái căn nhà để chúng ta sinh sống, làm nơi để an cư và lạc nghiệp. Đó thì quý anh chị đã tham quan qua hết căn nhà rồi. Thì Lộc Nguyễn xin thống kê lại nha. Ngôi nhà của chúng ta có một trệt, hai lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Với diện tích là ngang 4 dài 6. Thì với một mức giá quý anh chị chỉ cần thanh toán 760 triệu là quý anh chị có thể vào nhà này và ở rồi. Với một mức giá rất là hấp dẫn nha quý anh chị, 760 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Quý anh chị đã sở hữu được một cái căn nhà hai lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và có một cái ban công rất là rộng luôn. Thì quý anh chị hãy nhanh tay lên gọi cho Lộc qua số hotline 077-201-0726 để Lộc Nguyễn sẽ dẫn quý anh chị đi xem ngôi nhà này trực tiếp và thực tế luôn. Những cái nhà mà Lộc đăng lên trên YouTube cũng như là fanpage Facebook nhà đất Lộc Nguyễn thì thông tin mà Lộc cung cấp thì đều là chính xác 100% nha quý anh chị.
và khu vực Lộc Bán á, là chỉ từ cầu Ông Thình tới ngã ba Tân Kiên thôi. Đó, nên quý anh chị nào mà từ quận 8 nè, quận 7 nè, quận 4 nè, chúng ta xuống đây mua nhà để ở cũng như là mua đất để đầu tư thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline để Lộc dẫn quý anh chị đi xem nhà và đất trực tiếp cũng như là được tư vấn rõ ràng về pháp lý những cái nhu cầu của quý anh chị như thế nào nha. Thì cuối video, Lộc Nguyễn xin chúc quý anh chị có một ngày thật là tuyệt vời, và thông qua video này cho Lộc Nguyễn xin cảm ơn tất cả quý anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và xem những cái sản phẩm nhà đất Lộc Nguyễn review mỗi ngày gửi đến cho quý anh chị. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.